Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog. Mình sẽ thống kê lại đài miền Nam trên kênh của mình ngày 14 tháng 3 như sau. Lộc đã về đối với kênh của mình rất nhiều. Đài thành phố thì mình dự đoán con số là 4 12, và thật may mắn khi trúng được một lô. Trong khi đó đài Cà Mau thì mình dự đoán con số 27, và thật may mắn khi trúng được một lô nữa các bạn ạ. Lộc đã về nhiều đối với đài Đồng Tháp của mình rất nhiều. Đài Đồng Tháp thì mình dự đoán con số là 82, và thật may mắn khi trúng được một lô. Trong khi đó lô 3 con là con số 774, và cũng trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Chí Thanh Vlog của mình nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi kênh Chí Thanh Vlog của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Đài Bến Tre thì mình dự đoán con số 07 và 52. Trong khi đó ba con số thì mình dự đoán con số là 358. Đài Vũng Tàu thì mình dự đoán con số 39 và 69. Ba con số thì mình dự đoán con số 017. Đài Bạc Liêu thì mình dự đoán con số 32 và 73. Ba con số thì mình dự đoán 449. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chí Thanh Vlog của mình. Trên kênh Chí Thanh Vlog còn nhiều video nói về thế giới động vật và những video chia sẻ kết quả. Mong các bạn ủng hộ, xem, chia sẻ, like và đăng ký giúp kênh phát triển nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.